Thưa quý vị, nhằm phát huy kết quả đạt được, nhất là hạn chế hồ sơ trễ hẹn, thời gian qua, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An đã phối hợp với các sở ngành liên quan, tăng cường các giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính. Qua đó, tạo được sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi đến liên hệ thực hiện thủ tục hành chính, góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Như chúng ta đã biết, kể từ ngày 2 tháng 7 năm 2018, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh tích cực phối hợp với 18 sở ngành để tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại trung tâm. Theo địa chỉ mới tại tầng 2, khu nhà cơ quan 4, khu Trung tâm Chính trị Hành chính tỉnh Long An. Địa chỉ đường Sông Hành, quốc lộ tránh 1A, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Ngay trong những ngày đầu năm 2019, kể từ ngày 15 tháng 1 năm 2019, 12 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế tỉnh được cho thực hiện tại trung tâm. Như vậy, hiện tại đã có 19 sở ngành tỉnh, trong đó hai cơ quan ngành dọc là Công an tỉnh và Cục Thuế tỉnh thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của sở ngành mình theo quy định. Việc này đã tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân tổ chức chỉ đến một nơi duy nhất, cùng lúc có thể thực hiện được nhiều thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan nhà nước, sẽ tiết kiệm được chi phí, thời gian và chi phí đi lại. Điểm mới trước đó, ngay từ đầu năm 2019, là thực hiện quyết định số 4484 ngày 3 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kể từ ngày 2 tháng 1 năm 2019, Trung tâm chính thức triển khai việc tiếp nhận, giải quyết ngay trong ngày đối với các hồ sơ liên quan đến hoạt động doanh nghiệp. Đối với hồ sơ đầy đủ hợp lệ được tiếp nhận trong buổi sáng trước 11 giờ 30 phút sẽ được giải quyết trả kết quả trong ngày. Hồ sơ được tiếp nhận sau thời gian trên sẽ được giải quyết trả kết quả vào ngày làm việc tiếp theo. Bao gồm các hồ sơ, thủ tục hành chính như đăng ký thành lập doanh nghiệp, thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Bữa trước là trong nộp hồ sơ là tại Sở Kế hoạch Đầu tư, mà trung tâm thì mới chuyển ra đây nhưng mà rất là khang trang và công tác phục vụ thì rất là tốt. Các chuyên viên thì tư vấn rất là tận tình và cặn kẽ. Ví dụ như là hồ sơ mà có sai sót chỗ nào thì tư vấn rất là kỹ càng, nên là tôi nộp hồ sơ thì chỉ cần đi một lần hoặc là lần đầu tiên thì có thể là nộp được rồi, nên là không cần phải đi lại nhiều. Một điểm mới nữa là kể từ ngày 12 tháng 2 năm 2019, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Long An thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục cấp lại, cấp đổi chứng minh nhân dân tại trung tâm. Cụ thể là thời gian tiếp nhận hồ sơ vào ngày thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm và sáng thứ Sáu đến 11 giờ 30 phút hàng tuần. Thời gian trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh là tất cả các ngày làm việc trong tuần, kể từ thời điểm hẹn trả kết quả trên giấy hẹn, hoặc quý khách hàng nhận được thông báo có kết quả giải quyết. Kết quả giải quyết hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh, lĩnh vực chứng minh nhân dân, từ ngày 12 tháng 2 năm 2019 đến ngày 9 tháng 3 năm 2019. Tổng số hồ sơ đã giải quyết là 3.198 hồ sơ, đúng hạn là 3.198, chiếm tỷ lệ 100%, không có hồ sơ quá hạn. Trước đây có giấy chứng minh rồi thì bây giờ em làm mất cho nên là cấp lại. Làm việc ở đây thì nói chung là phòng ốc thì cũng sạch sẽ, thoáng mát, đồ này kia. Làm việc thì nói chung là cũng nhanh, gọn, dễ hiểu, nói chung là rất là thuận tiện. Còn ví dụ như điều kiện mà nó xa quá, mình đi đến đây làm mà mình không có lấy được thì mình có thể gửi trực tiếp bưu điện, người ta chuyển phát về cho mình luôn, cũng rất là nhanh. Giấy chứng minh của em nó coi như nó hết hạn sử dụng rồi. Rồi em tới đây em làm, tuần trước em có tới làm cho ông xã rồi, như là ở đây làm rất là thoải mái hơn chỗ cũ. Nó mà sạch sẽ, còn nhân viên cũng tiếp đãi, cũng hướng dẫn cũng rất là dễ làm. Như vậy, hiện tại, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở ngành khi đưa vào thực hiện tại trung tâm được rà soát, thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ký quyết định công bố theo đúng quy định. Theo quyết định công bố thủ tục hành chính của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2019, có 1.291 thủ tục hành chính thuộc 118 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của 17 sở ngành. Có 15 thủ tục hành chính thuộc 3 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của 2 cơ quan ngành dọc là Công an tỉnh và Cục Thuế tỉnh, được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại trung tâm.
chỉ tính riêng hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế tỉnh đưa vào thực hiện tại trung tâm. Tổng số hồ sơ tiếp nhận từ ngày 15 tháng 1 năm 2019 đến ngày 9 tháng 3 năm 2019 là 470 hồ sơ. Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh, lĩnh vực chứng minh nhân dân đưa vào thực hiện tại trung tâm. Tổng số hồ sơ tiếp nhận từ ngày 12 tháng 2 năm 2019 đến ngày 9 tháng 3 năm 2019 là 3.293 hồ sơ. Tuy mới đưa vào hoạt động tại trung tâm, với số hồ sơ tiếp nhận cũng tương đối lớn, nhưng ở hai lĩnh vực này, hồ sơ đều được giải quyết trước hạn, đúng hạn, không có hồ sơ trễ hẹn. Ghi nhận và kết quả cho thấy, trong năm 2018, trung tâm đã phối hợp với các sở ngành thực hiện việc tiếp nhận trên 41.800 hồ sơ, đã giải quyết trên 39.400 hồ sơ, trong đó trước hạn và đúng hạn chiếm tỷ lệ trên 99%, quá hạn chiếm tỷ lệ 0,93%. Trong khi đó, kết quả tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính năm 2018, trung tâm cấp huyện tiếp nhận trên 304.468 hồ sơ, đã giải quyết trên 281.600 hồ sơ, trong đó hồ sơ được giải quyết trước hạn đúng hạn chiếm tỷ lệ gần 95%, quá hạn chiếm tỷ lệ trên 5%. Để hoạt động của trung tâm ngày càng đạt hiệu quả cao, trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục kiến nghị bộ ngành trung ương có giải pháp chia sẻ và tạo điều kiện cho địa phương được kết nối phần mềm giải quyết thủ tục hành chính của bộ ngành để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính. Kiến nghị Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính sớm hướng dẫn về chế độ chính sách đối với cán bộ công chức viên chức làm việc tại bộ phận một cửa theo quy định của Nghị định số 61 của Chính phủ. Tiếp tục chỉ đạo đưa thủ tục hành chính của các cơ quan được tổ chức theo hệ thống ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh còn lại giao thực hiện tại trung tâm để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp không phải đi lại nhiều lần, tiết kiệm chi phí, rà soát chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, tiếp tục rút ngắn thời hạn giải quyết và đơn giản hóa thành phần hồ sơ không cần thiết theo đúng quy định, tăng cường thực hiện quy trình liên thông giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của nhiều cơ quan đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người và doanh nghiệp khi có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính. Trong hoạt động, các trung tâm hành chính cấp tỉnh và cấp huyện tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ tại trung tâm, tăng cường công tác phối hợp giữa lãnh đạo trung tâm với các sở ngành, tập trung thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các sở ngành có thủ tục đưa vào thực hiện tại trung tâm. Đảm bảo việc giải quyết được kịp thời, tăng tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước và đúng hạn, hạn chế tối đa tỷ lệ hồ sơ trễ hạn dưới 1%. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hỗ trợ trung tâm hành chính công, các huyện, thị xã, thành phố, đảm bảo giải quyết hồ sơ trước và đúng hạn cho người dân, hạn chế tối đa tỷ lệ hồ sơ trễ hạn. Trung tâm phục vụ chính công cấp tỉnh sẽ phối hợp với lại là các sở ngành tỉnh có liên quan để làm sao đảm bảo cái tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân là phải sớm và đúng hạn, giảm cái tỷ lệ trễ hạn phải dưới 1% theo chỉ đạo của đồng chí chủ tịch ban tỉnh. Năm 2018 thì cái tỷ lệ trễ hạn là 0,93%. Thì sắp tới cũng phải giảm từ cái tỷ lệ đó trở xuống. Thì trong thời gian tới nữa thì trung tâm sẽ phối hợp với như bưu điện tỉnh để làm sao sẽ tăng cái thủ tục hồ sơ tiếp nhận qua cái dịch vụ bưu chính công ích cũng như là tiếp nhận qua cái dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cái người dân để thực hiện cái thủ tục hành chính tại trung tâm. Việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông, nhất là khi hoàn thành việc đưa thủ tục hành chính của tất cả các sở ngành, kể cả cơ quan ngành dọc và thực hiện tại trung tâm phục vụ hành chính công, theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tạo sự tăng cường, sự phối hợp liên thông trong tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Mặc dù còn nhiều công việc đặt ra cần tiếp tục được hoàn thiện, tuy nhiên chỉ những kết quả được ghi nhận sẽ là nền tảng tiếp tục góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động cải cách hành chính, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.